Nhà tiên tri Vanga tiên đoán đáng sợ về năm 2020. Nhà tiên tri mù Baba Vanga, người từng nổi danh với những tiên đoán chính xác về các sự kiện gây chấn động thế giới như sự trỗi dậy của IS, vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9, sóng thần năm 2004, Anh rời Liên minh châu Âu, đại dịch Ebola, đã mường tượng hàng loạt sự kiện sẽ diễn ra trong năm 2020. Trước hết, theo Vanga, hầu hết trẻ em sinh năm 2020 lớn lên sẽ trở thành các thiên tài. Bà dự đoán vào năm 2020, loài người cuối cùng sẽ chinh phục được không gian và thậm chí khám phá ra một hành tinh mà nhân loại sẽ sớm di cư tới. Đầu năm 2020 này, Vanga một lần nữa lại tiên đoán chính xác khi nói về tương lai năm 2020 sẽ là một năm khó khăn với các đại dịch do một virus lạ gây ra. Vậy nhưng nhân loại sẽ tìm ra một loại vaccine có thể chống lại virus đó. Nhóm nghiên cứu tại Hồng Kông hiện đã tìm ra vaccine chống lại virus corona và đang tiến hành thử nghiệm. Còn tại Việt Nam, Bộ Y tế có thông báo cho biết bệnh nhân Li Zichao, 28 tuổi, một trong hai bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên ghi nhận được ở Việt Nam, đã được chữa khỏi vào ngày 28 tháng 1 năm 2020. Cùng với đó là nhiều bệnh nhân khác đang lần lượt được xuất viện. Trong 6 tháng đầu năm 2020, theo dự đoán của Vanga, một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ bắt đầu. Nhà tiên tri người Bulgaria tuyên bố vào năm 2020, đồng tiền sẽ mất đi giá trị của nó. Vanga dự đoán sẽ có hỗn loạn và bất ổn trên thế giới, đến nỗi tiền không còn đóng vai trò quan trọng. Nhân loại sẽ bị phân vân, bối rối bởi các vấn đề khác. Bà nhắc tới một nhân vật số 8 sẽ xuất hiện và thiết lập hòa bình ở Trung Đông. Khi số 8 ký kết, hòa bình sẽ đến trong 1.000 năm và tôi hy vọng điều này sẽ xảy ra sớm thôi, bà cho hay. Cũng theo Vanga, trong năm tới đây, châu Âu sẽ phải đối mặt với các thảm họa xã hội liên quan tới sự đụng độ của các nền văn hóa khác nhau và dòng người di cư. Nếu như ứng với lời sấm truyền của bà, những sự kiện rất nghiêm trọng sẽ diễn ra tại Ukraine vào năm 2020. Nhưng cuối năm 2020, quan hệ với Kiev và Moscow sẽ ấm lên. Năm 2020, theo dự báo của nhà tiên tri Bulgaria, sẽ là một năm nhiều thiên tai. Theo bà, hoạt động tích cực của mặt trời sẽ gây ra thảm họa thiên nhiên. Nga sẽ trải qua một mùa hè khô cạn. Thiên nhiên sẽ gây ra các thảm họa nghiêm trọng cho Đài Loan và các khu vực lân cận. Bà tin rằng châu Á trong năm tới sẽ hứng chịu nhiều trận động đất. Châu Phi cũng sẽ gặp rắc rối với dịch bệnh lớn, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Nhân loại sẽ tìm kiếm một loại vaccine chống lại căn bệnh khủng khiếp trong suốt cả năm. Bệnh phổ biến nhất trên trái đất sẽ là ung thư da. Băng ở Bắc Cực gây ra không ít lo ngại vì nguy cơ thảm họa môi trường sẽ khiến chúng ta tan chảy nhanh hơn.